Đến Hồng Kông rồi mọi người, điều đầu tiên là phải đi lấy bản đồ Hồng Kông nha. Thì đây là có khu nhìn phát bản đồ, những điều thú vị ở Hồng Kông, nhiều ngôn ngữ. Mát. Bây giờ là khoảng 9 giờ sáng cho nên mọi người vẫn còn chưa dậy đâu. Đường phố sẽ còn vắng lắm, chút nữa sẽ cực kỳ đông. Bây giờ đang đi ăn sáng. Lớn quá là trẻ. Lớn con. Đa số quán ăn của Hồng Kông là đều có menu tiếng Hoa hết nha. Ai không biết tiếng Hoa thì cứ tích đại vô mỗi phần vài 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 món. Hồng Kông mình được chơi món kiểu chỉ thôi. Đây là quán Tim Hồ Hoa. Nổi tiếng là ăn sáng của Tim Hồ Anh. Đây mình đang trong một quán Tim Hồ Anh. Bây giờ mình rửa muỗng đũa. Ủa sao xinh ghê. Rửa bằng trà rồi uống bằng trà luôn. Chân gà tàu xì này 30 đồng. Chè bánh bò Mã Lai 18 đồng. Mát cả khoảng 25-28 đồng. Nói chung là tổng cộng 118 đồng là khoảng 300 mấy tiền Việt Nam. Rẻ hết trời. Đặc biệt ở đây là không có cho đồ chấm luôn nha. Cho nên đi Hồng Kông nhớ mang theo tương ớt các kiểu. Tự tương ớt ở đây cũng không là ăn không nha. Giờ mình ăn thử món há cảo. Ngon. Bột mỏng. Thịt tôm thì tươi. Ok lắm. Bạn món bánh cuốn mới là 25 đô Hồng Kông, là khoảng 75.000 Việt Nam. Xong món năm mới còn đó có dùng cái order cancel thì mình mở ra cho các bạn coi. Xôi gà nổi tiếng nha. Rau câu quý hoa nha, quyết định phải ăn á, ngon lắm luôn, ăn vào là mát lạnh. Dù mà mình để nãy giờ, sau khi ăn xong mấy món này, đây là tên tiếng Anh tiếng Hoa đó đây. Cũng ăn xong hết bữa ăn sáng ngày hôm nay, mình đã order tổng cộng 7 món. Người bình thường chắc hai người ăn chỉ khoảng 5 món thôi. Ngại ghê.
174 đô, ra Hồng Kông là khoảng 500 mấy ngàn Việt Nam. Chị bữa hôm sáng thì cũng không có gọi là quá là đắt. Trên đường phố chuẩn bị mình đi đến chợ Thâm Thủy Bộ là Samsubo, đây là tiệm nhặt củi nè. Biết mày. Bây giờ vừa đây ở Thanh Thủy Bộ thì khu vực này là chung cư cũ thôi, với lại có chợ chợ Phú Giá Bình Dân như chợ Bến Thành vậy đó. Đặc biệt ở Thanh Thủy Bộ là có hai tòa nhà nổi bật này nè. Đây tòa nhà nổi tiếng màu vàng và rũ màu. Hôm nay chủ nhật cho nên đường phố vắng vẻ. Chung cư quá nhiều. Toàn là chung cư. Hai chó cưng quá. Chung cư này xây từ năm 1960, cũng lâu lắm rồi. Nói chung là đi đâu cũng thấy toàn chung cư. Phải nói là đất trực người đông. Nói chung Hồng Kông á, đặc trưng của Hồng Kông là thú vị là nhờ nhiều phương tiện công cộng như là xe bus, mini xe bus 2 tầng và xe điện phải cáp treo. Xe điện á, thì là phương tiện gây gọi là thân thiện môi trường. Sử dụng cách đây hơn 100 năm rồi nha. Đây. Cái đẹp là mình thấy rồi, chiếc xe điện này. Xe điện nè mấy bạn, dễ thương chưa? Thân thiện môi trường, tiết kiệm nhiên liệu nè. Cũng được 100 năm, hơn 100 năm rồi đó. Mình
rẻ hơn đồ ăn. Chiều cho nên ít người ăn lắm. Nhà hàng vắng không phải tại vì nó không ngon, tại vì đang giờ buổi trưa giờ uống trà chiều. Cơm bừa vịt, cơm vịt khoảng 58 đô Hồng Kông là khoảng 106 ngàn. Giá bạn cũng rẻ. Một phần thịt heo ít thịt vịt xong là 110 đô Hồng Kông là 300 ngàn. Giờ mình ăn cái gì nhanh gọn lẹ, đói quá rồi. Ăn cơm gà, cơm gà tặng một ly nước. Menu ở đây cũng đa dạng lắm, mì, hủ tiếu, cháo, xào. Mình có thể order với lại nhân viên hoặc là ai có món này. Phá lẩu Hồng Kông hoặc là bánh nhấu vô đây có hình luôn, không cần phải đoán mò như mấy menu trước. Mình lên rồi nè, gà luộc đơn giản thôi, nhanh gọn nè. Thịt mềm lắm, da thì giòn giòn sực sực. Có trang sẵn nước sốt cho mình rồi, cho nên mình cái này không cần phải có chén nước chấm như bên Việt nữa. Mình ăn nha, cho xin miếng thịt vịt nha. Thịt vịt đậm đà hơn thịt gà nhiều. Thịt vịt cũng ngon, thịt gà cũng ngon mà cái gà này chỉ là gà luộc thôi. Mới ăn xong, bây giờ mình đi ra đại lộ danh vọng, đại lộ ngôi sao, cách đây 600 m đi bộ. Mua uống dư nước đem đi, tính thêm 1 đô Hồng Kông. Đi ra thẳng đó là tới đại lộ ngôi sao. Trời ơi, giờ đèn xanh bao lâu luôn. Cao chưa? Đây ở cảng Victoria. Cảng Victoria thì cực kỳ quan trọng cho của Hồng Kông.
Nói chung là với địa thế trời phú cho nên nó đã giúp cho Hồng Kông phát triển du lịch và kinh tế. Và đây là nơi giao của văn hóa giữa phương Đông và phương Tây. Tối nay 8 giờ sẽ có trình diễn ánh sáng tại khu vực này khoảng 15 phút. Bây giờ mới sửa đường, sửa lại rồi, không đặt tên người nổi tiếng dưới đất nữa mà bây giờ dời lên thành cầu. Ở đây cách vài mét là sẽ thấy một người đông chưa giờ cao điểm.
kiểu chỉ Hồng Kông. Chi gói của mình là 4 cái 18 đồng, là khoảng 55.000. Cái này là ngon lắm nha. Mình là người thích ngọt nên thấy ngon, không biết cái người khác thì sao. Phượng đang ở Mông Cốc là Vũ Giác, là khu trung tâm mua sắm bình dân mà nhiều nhãn hiệu gọi là trung bình, rồi có nhiều nhà hàng quán ăn, rồi nhiều khu mua sắm như là trà sữa, đồ lưu niệm, F21, rồi Mắc, rồi Innisfree, nói chung là gì cũng có, nhà hàng cũng rất là nhiều. Sang thử hơi nóng nhưng mà mềm, vị không có mặn như bên Việt Nam. Nếu làm ở đây ăn số nó ăn nó bị hơi nhạt một chút, thơm lắm. Này là lá mía. Thấy chợ Bến Thành hôm nay đông không? Ừ. 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 Ừ.
Yeah, thanks for coming. Đêm mà mấy bạn mình chưa ăn tối luôn. Vô đây ăn nha. Vô ăn thử đi. Nè, món Hồng Kông lai tây. Lòng quậy. Hãy giá khoảng 150 một phần. Bây giờ mình đang ăn tối vào lúc 10 giờ tối, 11 giờ tối. Cái ly này xong. Cái ly này mình đi uống nước nha bạn. Cái ly này mình đi rửa muỗng, rửa đũa. Đây là trà sữa Hồng Kông. Đặc điểm trà sữa Hồng Kông là cái vị trà nó đậm, đậm hơn mấy chỗ khác. Đây là món mình order. Cá viên, cá, thịt heo. Đây là món của mình đây. 44 đồng là khoảng 3. Món của cameraman đây 52 đồng khoảng 150 là cơm heo giúp là hấp dẫn ghê chưa, ăn là no đến mai. Cộng này nhìn nó giống cộng bún mà nó mập hơn. Cộng này nó dai hơn bún của mình. Không biết gọi lại gì. Gọi là bún Hồng Kông đi. Cái này kia gọi là món bún chả cá, chả viên các loại. Giòn giòn thực thật. Thơm đậm mùi vị chả cá đó. Vị cá thì lộn. Vậy thôi mình ăn nha. Khi ăn được nửa chặng đường, mình phát hiện ra món hàng giống món bún mọc ở Việt Nam. Đây bún. Ở đây chả cá, ở Việt Nam là mọc. Mình không ăn, không thích ăn bún mọc. Đến nay mình không thích ăn món này luôn. Nhưng mà bù lại được ly trà sữa 3 đồng. 3 đồng Hồng Kông. 3 đồng Hồng Kông là 9.000 Việt Nam.
ngon xuất sắc. Đồ ăn chưa lên thì mà hóa đơn đã lên. Ở Hồng Kông quán nào cũng vậy, hóa đơn lên trước, đồ ăn lên sau. Sau đó ăn xong sẽ cầm hóa đơn ra ngoài tính tiền luôn từ phục vụ. Vậy là hết chuyến tham quan của ngày hôm nay. Ngày mai sẽ bắt đầu chuyến tham quan mới.